Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, hiện nay chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã trở thành một yếu tố quan trọng hướng đến phát triển bền vững. Chuyển đổi số không chỉ mang lại hiệu quả và sự linh hoạt trong quản lý sản xuất, mà còn giúp tối ưu hóa tài nguyên và giảm thiểu lãng phí. Đồng thời, chuyển đổi xanh giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra một môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng. Các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực để chuyển đổi sang mô hình sản xuất bền vững hướng đến tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng gặp không ít thách thức khi chuyển đổi sang sản xuất xanh. Do đó, để thúc đẩy sản xuất bền vững hướng đến tăng trưởng xanh, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, cần chung tay của cơ quan quản lý nhà nước để thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đây sẽ là nội dung chính được đề cập trong câu chuyện vấn đề và dư luận tuần này. Phần tiếp theo sẽ là phóng sự về chương trình khởi nghiệp xanh. Như trước hết, mời quý vị cùng theo dõi phần điểm lại tin tức nổi bật tuần qua. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, đơn vị cần khoảng 110 tỷ đồng để tổ chức chạy thử nghiệm tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên trước khi đảm nhận vận hành khai thác thương mại. Quá trình vận hành thử số 1 thuộc phạm vi gói thầu số 3 về cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray do nhà thầu Nhật Bản đảm nhận chính. Trong trường hợp công ty đường sắt số 1 tham gia vận hành thử sẽ cần nguồn kinh phí để chi trả tiền điện, lương cho người lao động, bảo hiểm cháy nổ đoàn tàu, thiết bị nhà ga, v.v. Theo phương án đề xuất, thành phố cấp kinh phí từ ngân sách cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Đường sắt Đô thị và đặt hàng đơn vị này thực hiện. Trường hợp kinh phí chưa được cấp, công ty tạm ứng từ nguồn vốn điều lệ của đơn vị để triển khai các nhiệm vụ. Sau khi dự án nghiệm thu, thanh toán, khoản này sẽ được thu hồi lại. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép huyện Cần Giờ được chuyển 190,71 hectare đất sang phi nông nghiệp. Trong 7 địa phương có đất chuyển đổi, nhiều nhất là thị trấn Cần Thạnh, hơn 43 hectare, xã An Thới Đông hơn 34 hectare, xã Lý Nhơn hơn 33 hectare, xã Tâm Thôn Hiệp 31 hectare. Có 3 loại đất nông nghiệp được chuyển đổi, gồm đất trồng cây lâu năm chiếm gần 44%, còn lại là đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối. Huyện Cần Giờ rộng 71.300 hectare, nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km. Đây là huyện duy nhất giáp biển với chiều dài 23 km. Nhiều sông rạch, rừng ngập mặn. Định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh khai thác thế mạnh du lịch của Cần Giờ, xây dựng và phát triển khu đô thị du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế. Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Tháng cao điểm tập trung 3 nội dung chính, gồm tăng cường nhiệm vụ thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm từ cơ sở đến các đoàn liên ngành của thành phố, phòng ngừa và xử lý an toàn thực phẩm tại những bếp ăn tập thể trong trường học, khu công nghiệp, tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng và đơn vị sản xuất, kinh doanh, tất cả hướng đến mục tiêu chung xây dựng thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn. Tháng 4 được Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chọn phát động cao điểm hành động vì an toàn thực phẩm bởi đây là thời điểm giao mùa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Việt Nam đã tham gia vào các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm toàn cầu, về biến đổi khí hậu, về bảo vệ môi trường. Chính phủ Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý và chính sách phục vụ cho chuyển đổi xanh. Các quyết định, thông tư được đưa ra nhằm hướng đến mục tiêu Việt Nam Net Zero vào năm 2050 và xu hướng phát triển kinh tế bền vững. Và câu chuyện kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn bao giờ hết. Sản xuất bền vững hướng đến tăng trưởng xanh đã trở thành yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh là một cái đầu tàu về kinh tế, tất cả những cái khu công nghiệp, những cái doanh nghiệp lớn đều hầu hết nằm ở Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang dẫn đầu trong các cái việc kêu gọi thu hút đầu tư quốc tế trong nhiều năm vừa qua và trong tương lai thì tôi nghĩ rằng chắc nó cũng vẫn là tốt. Và một cái thách thức đối với doanh nghiệp là làm sao những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp mà đang có xuất khẩu thì cần phải chuyển đổi xanh nhiều nhất và đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của các quốc gia và các nhà cung cấp, nhà người mua quốc tế.
thì theo tôi một số có thể là một số cái cản trở nhất định. Thứ nhất là cái hiểu đúng và biết cách làm về chuyển đổi xanh, tức là những công nghệ nào, giải pháp nào, ai là nhà cung cấp và kể cả tư vấn cho mình là nên chuyển đổi như thế nào và vào lúc nào và cái gì trước cái gì sau, nó có lộ trình để chúng ta có thể làm. Thứ hai là về con người, nếu chúng ta muốn làm thì chúng ta cũng không thể dựa vào hết các chuyên gia được, vì số lượng chuyên gia về chuyển đổi xanh hiện nay kể cả Việt Nam và thế giới thì đều rất là khiêm tốn, tại chúng ta mới chỉ làm được một thời gian gần đây thôi, số lượng chuyên gia chưa nhiều, cho nên họ cũng không thể đến tất cả các doanh nghiệp để làm được. Nhờ áp dụng các chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế phát triển bền vững vào sản xuất, kinh doanh từ năm 2018, nên tại thời điểm này, khi nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thì tập đoàn Đại Dũng vẫn phát triển vững vàng, tăng trưởng mỗi năm đều đạt từ 30-40%. Hiện nay, các dự án của Đại Dũng đang thi công và cung cấp tất cả các sản phẩm ra thế giới, đạt tiêu chí phát triển bền vững về nguyên vật liệu, về công nghệ xanh. Tất cả những công nghệ cũ hiện có, chúng tôi phải cải tiến như thế nào để nó giảm được các tiêu thụ về năng lượng, tiêu thụ về nhiệt lượng và tiêu thụ về nhiên liệu để làm sao để cho nó giảm được. Thứ hai, những cái công nghệ mới, đầu tư mới thì chúng tôi phải hướng tới, ví dụ như là 3 trong 1, 5 trong 1 để giảm bớt cái sử dụng máy móc thiết bị, sử dụng nhiên liệu về năng lượng và làm sao để mà cho nó tự động hóa để giảm bớt kể cả về cái sức khỏe về con người và môi trường. Và cái nữa là về cái nguyên vật liệu thì tất cả những nguyên vật liệu của chúng tôi là nó phải được tái chế, nó phải tuần hoàn được. Và các cái sản phẩm thì chúng tôi cũng phải làm sao các cái sản phẩm nó hướng tới những cái sản phẩm hướng tới cái sự bền vững về môi trường. Và cái quản trị doanh nghiệp thì cái phần mà quản trị sản xuất thì nước thải, rác thải, khí thải và cây xanh, môi trường và những cái quy trình, quy định của từng cái chúng tôi phải phân tích cái nào nó gây ra những tác động ảnh hưởng tới môi trường là chúng ta phải có một cái giải pháp cho toàn diện cho sản xuất. Doanh nghiệp hướng đến phát triển xanh cần gắn kết tuần hoàn và kinh tế số cho phát triển bền vững. Trong đó, kinh tế số được hiểu là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa vào công nghệ số, còn kinh tế tuần hoàn là một mô hình trong đó có các hoạt động thiết kế, sản xuất, dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Gắn kết kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chúng ta sẽ chuyển đổi thành nền kinh tế xanh, từ đó hướng đến phát triển bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, chuyển đổi kép đã trở thành một yếu tố quan trọng hướng đến phát triển bền vững. Chuyển đổi số không chỉ mang lại hiệu quả và sự linh hoạt trong quản lý sản xuất mà còn giúp tối ưu hóa tài nguyên, giảm thiểu lãng phí. Đồng thời, chuyển đổi xanh giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra một môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng. Với cái mục tiêu đề ra là sản xuất xanh và để hướng tới phát triển bền vững thì công ty chúng tôi đã được đề ra một cái lộ trình, đó là mình phải xanh hóa từ vùng trồng, từ nguyên liệu đầu vào, sau đó sẽ xanh trong các khâu chế biến và để hướng tới thị trường tiêu dùng xanh. Do đó mà thời gian qua thì công ty chúng tôi đã có cái chuỗi liên kết với cái hợp tác xã và cùng nhau cái chuỗi sản xuất xanh, sản xuất thanh long theo truy vết carbon được dự án của UNDP hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật và tài trợ thì đã có những cái kết quả rất là tốt, đã có những cái chuyển đổi số rất là tốt. Và hiện tại thì để tiếp tục là để phát triển bền vững thì công ty tôi đã mạnh dạn coi như đưa cái công nghệ hợp tác với lại Đức, đã đưa cái công nghệ là biến rác thải phụ phẩm nông nghiệp thành điện, thành nhiệt và đặc biệt là thành phân bón hữu cơ để một cái vòng tuần hoàn khép kín. Coi như mình sản xuất là các sản phẩm chế biến từ thanh long thì mình tạo ra rồi bắt đầu tạo ra sản phẩm rồi bắt đầu từ đó mình đưa ngược lại dùng phân bón, mình đưa ngược lại cho đầu tư lại cho nông dân để hướng dẫn bà con theo một cái chuỗi giá trị, một cái chuỗi liên kết để bền vững, để theo cái nhu cầu bây giờ là tất cả các sản phẩm mà từ trồng cho tới chế biến mà chúng ta không có theo tiêu chí xanh thì khó đạt được cái tiêu chí xuất khẩu. Vấn đề các doanh nghiệp quan tâm là làm thế nào để chuyển đổi số trong sản xuất xanh. Trên thực tế là các doanh nghiệp đang gặp nhiều thách thức khi chuyển sang sản xuất xanh.
Theo đó, để sản xuất bền vững, hướng đến tăng trưởng xanh, doanh nghiệp cần thực hiện các giải pháp kiểm soát giúp tăng hiệu quả trong sản xuất xanh như ứng dụng MES, hệ thống điều hành sản xuất được sử dụng trong các nhà máy với các mục đích theo dõi, giám sát, kiểm soát hệ thống sản xuất và lưu trữ dữ liệu phức tạp, tự động dụng hóa dây chuyền sản xuất, tăng cường khai thác hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Đồng thời tập trung đáp ứng các chỉ tiêu trong lộ trình ESG, môi trường, quản trị, xã hội, cũng như giảm lượng khí thải carbon từ hoạt động sản xuất. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí vận hành, tăng cường hiệu quả năng suất và giảm rủi ro về quy định và chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu. Hiện nay thì cái việc mà phải chuyển đổi xanh hướng đến phát triển bền vững là một cái việc tất yếu rồi, và doanh nghiệp không có một cái lựa chọn nào khác. Thì ở đây thì một trong những cái mà một cái giải pháp ở đây đó là cần phải làm theo các tiêu chí về ESG, đó là các cái tiêu chí là có trách nhiệm với cả xã hội, có trách nhiệm cả môi trường và có khả năng quản trị tất cả trách nhiệm đó. Thì hiện nay thì có một cái nó có tương đối có sự hơi khác biệt một chút xíu so với các vận hành kinh tế ngày xưa. Ví dụ nền kinh tế ngày xưa chúng ta thấy là nền kinh tế đấy là nền kinh tế thị trường, nhưng hiện nay thì là có một chút chuyển đổi là từ nền kinh tế thị trường sang nền kinh tế thị trường có trách nhiệm, là doanh nghiệp lúc này là không chỉ quan tâm đến lợi nhuận nữa, không phải chỉ quan tâm lợi nhuận nữa mà còn phải quan tâm đến là cái việc, cái quá trình, cái quy trình mà sản xuất cái sản phẩm ra đó thì là nó gây tác hại gì cho môi trường không, nó gây tác hại gì cho xã hội không. Và đây là cũng là chính là cái yêu cầu của nhà tiêu dùng, của người tiêu dùng, cũng là yêu cầu của ban tuân thủ, yêu cầu của tất cả các chuỗi cung ứng. Nên cái việc mà cần phải chú ý và phải có trách nhiệm đến với môi trường và xã hội là điều tất yếu đối với tất cả doanh nghiệp khi muốn tham gia vào một cái nền kinh tế phát triển xanh và hướng đến phát triển bền vững. Để thúc đẩy sản xuất bền vững hướng đến tăng trưởng xanh, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục chung tay thúc đẩy việc sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đặc biệt cần có những chính sách khuyến khích và ưu tiên những đơn vị sản xuất xanh, sạch hơn, đồng thời hoàn thiện khung cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang nền sản xuất xanh, tiêu dùng bền vững. Thưa quý vị, chương trình Khởi nghiệp Xanh được thành lập từ năm 2013 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA sáng lập và vận hành, đã trở thành một trong những chương trình uy tín tập trung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam, hoạt động với mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp thành công, xây dựng cộng đồng tài năng trẻ khởi nghiệp. 10 năm qua, chương trình thực sự là cầu nối kết nối nguồn lực với doanh nghiệp trong Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập, là mạng lưới các bạn thanh niên trao đổi kinh nghiệm lập nghiệp, cùng chuyên gia kết nối với nhau xây dựng một chuỗi giá trị liên kết vững mạnh, một hệ sinh thái khởi nghiệp xanh bền vững. Bằng cách tận dụng nguyên liệu từ thiên nhiên có sẵn tại địa phương, anh Đỗ Đăng Khoa, huyện An Phong, tỉnh Đồng Tháp đã cho ra đời sản phẩm ứng dụng vào đời sống, mang lại giá trị kinh tế cao và góp phần bảo vệ môi trường từ sơ mướp. Trong cuộc thi Khởi nghiệp Xanh năm 2023 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA tổ chức, dự án của anh Khoa đã xuất sắc giành giải nhất, có mặt tại buổi phát động cuộc thi Khởi nghiệp Xanh Phát triển Bền vững lần thứ 10 2024 diễn ra vào sáng 21 tháng 3 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Đỗ Đăng Khoa chia sẻ, sau cuộc thi anh đã có nhiều đơn hàng xuất khẩu sang các thị trường ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Dự án kết nối con người với tự nhiên, Mr. Moop đã lên kệ của hệ thống siêu thị Aeon Nhật Bản, thị trường xuất khẩu ổn định từ các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc với các mặt hàng chủ lực là bộ sản phẩm đồ chơi cho thú cưng, các sản phẩm chùi rửa nhà bếp, bộ sản phẩm bông tắm, v.v. đã chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. BSA cũng là một cái đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ cho các nhóm anh em khởi nghiệp từ rất là lâu, là một đơn vị hỗ trợ rất là nhiều về mặt kiến thức, về thị trường, về truyền thông, về quản trị để giúp cho các doanh nghiệp trẻ, những bạn khởi nghiệp như tôi có đủ cái tiềm lực để phát triển sản phẩm cũng như là tiếp cận thị trường dễ hơn. Không chỉ có anh Đỗ Đăng Khoa mà rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp từ sự hỗ trợ của chương trình Khởi nghiệp Xanh đã phát triển lớn mạnh, xây dựng được những tiêu chuẩn như HACCP, ISO, FDA, OCOP 4 năm sao,
Đặc biệt, không ít doanh nghiệp khởi nghiệp đã đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập từ 2020 đến 2023. Đối với cái thế hệ doanh nông trẻ khi được tham gia vào chương trình của Khởi nghiệp Xanh cũng như là tham gia vào hệ sinh thái của BSA thì chúng tôi được lớn nhất đó là được học hỏi, được tập huấn, được tham gia những cái lớp đào tạo tập huấn để có thể là nâng cao cái năng lực của mình, nâng cao cái kiến thức cũng như khả năng lĩnh hội những kiến thức của mình. Đồng thời là chúng tôi cũng được sự hỗ trợ giúp đỡ để kết nối với các chương trình xúc tiến thương mại và góp phần lan tỏa những cái sản phẩm cũng như hình ảnh của thương hiệu của mình ở trên thị trường trong nước cũng như là ngoài nước. Sau gần 11 năm triển khai chương trình Khởi nghiệp Xanh và 9 lần tổ chức cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp trong cả nước với gần 1.000 mô hình khởi nghiệp đã được xây dựng. Theo đó, các lĩnh vực của cuộc thi gồm các dự án sản xuất, thương mại dịch vụ, kinh doanh về các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, công nghệ thực phẩm chế biến, công nghệ sinh học, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, mô hình sinh kế thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội, các lĩnh vực khác có tiềm năng góp phần vào việc bảo tồn và nâng cao các giá trị văn hóa, đặc sản bản địa, thu nhập cho địa phương. Các bạn từ lúc phôi thai cách đây 10 năm đi, sản phẩm nó rất là đơn giản, nó không có gì hết. Và 10 năm sau thì là cái gì? Các bạn có thể thấy chúng tôi đang làm cái hội nghị và một số dự án, một số bạn trưng bày sản phẩm của mình. Thì bao bì rất đẹp, rất chuẩn, sản phẩm, nhà xưởng đạt tiêu chuẩn. Có những dự án xuất khẩu đi nước ngoài luôn. Ví dụ như mật dừa nước, mật hoa dừa, rồi bột rau, tương ớt. Chúng tôi thấy đó là một cái hành trình mà các bạn đang thể hiện được cái khát khao, khát vọng của tuổi trẻ, của một cái nhóm mà tụi này kêu là xanh đó nha. Muốn phát triển tài nguyên bản địa của quê hương. Thì sau 10 năm triển khai thì cho tới bây giờ thì chúng tôi có thể thấy rằng là mình đang gặt hái quả ngọt. Tuy nhiên như hôm nay thì triển khai cái cuộc thi năm 2024 thì tiếp tục của cái chương trình là phải tìm, phải kiếm và phải ươm mầm để làm sao mà năm 2024, 2025 và về sau thì chúng ta sẽ có được thêm một cái lực lượng tốt hơn, mới hơn để bổ sung vào cái lực lượng doanh nông xanh này. Xây dựng và phát triển sản phẩm khởi nghiệp từ nhiều nguồn lực là cách doanh nghiệp Việt Nam từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Chương trình Khởi nghiệp Xanh đã và đang thu hút doanh nghiệp đến 63 tỉnh thành trên cả nước. Tỷ lệ tăng trưởng số lượng dự án, mô hình tham gia vào hệ sinh thái doanh nghiệp khởi nghiệp đều đạt từ 15 đến 20% trên một năm. Những năm gần đây, chương trình Khởi nghiệp Xanh bắt đầu các nội dung tập huấn theo những cấp độ, quá trình, kết quả thực tế của doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó tập trung đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn như HACCP, Local GAP, Global GAP, ISO để tham gia xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Các dự án tham gia cuộc thi cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp, đánh giá từ các chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư, để từ đó dự án có những định hướng rõ ràng và cụ thể, đạt được những kết quả tốt hơn khi đưa sản phẩm tiếp cận với các thị trường, khách hàng trong và ngoài nước. Tiếp nối thành công năm 2024, chương trình Khởi nghiệp Xanh tiếp tục các buổi tập huấn, huấn luyện cơ bản và nâng cao, chương trình tăng tốc khởi nghiệp, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, Startup Day theo các chủ đề khác nhau, các chương trình xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài. Cùng với đó là các study tour kết nối nguồn lực, các talk thứ bảy khởi nghiệp.